Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sở Giáo dục Đào tạo đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và lớp 10 trung học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2024-2025. Theo đó, điểm chuẩn đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên năm 2024-2025. Cụ thể, trường Trung học phổ thông Hưng Yên 26 điểm, Trung học phổ thông Tiên Lữ 30,5 điểm, Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo 28,60 điểm, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám 27,55 điểm, Trung học phổ thông Phù Cử 31,30 điểm, Trung học phổ thông Nam Phù Cử 24 điểm, Trung học phổ thông Ân Thi 26 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn 28,25 điểm. Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão 28,15 điểm, Trung học phổ thông Kim Động 29,60 điểm, Trung học phổ thông Đức Hợp 30,75 điểm, Trung học phổ thông Nghĩa Dân 26,35 điểm, Trung học phổ thông Khoái Châu, cơ sở 1 thị trấn Khoái Châu là 28,90 điểm, Trung học phổ thông Khoái Châu, cơ sở 2 tại xã Đại Hưng là 25,60 điểm, Trung học phổ thông Trần Quang Khải 28,05 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Siêu 26 điểm, Trung học phổ thông Yên Mỹ 30,40 điểm, Trung học phổ thông Triệu Quang Phục 26,25 điểm, Trung học phổ thông Minh Châu 27 điểm và Trung học phổ thông Mỹ Hào 31,45 điểm, Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật là 30,85, Trung học phổ thông Văn Lâm 31,50, Trung học phổ thông Trương Vương 27,20, Trung học phổ thông Văn Giang 30,20 và Trung học phổ thông Dương Quảng Hàm 27,05 điểm. Toàn tỉnh còn 140 chỉ tiêu trúng tuyển đợt 2. Đối với lớp 10 Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên, điểm chuẩn dao động từ 32,45 đến 41,4 điểm. Tiếng Anh, Toán và Sinh học là 3 lớp chuyên có điểm chuẩn cao nhất. So với năm ngoái, chuyên Toán tăng 6,65 điểm, chuyên Sinh học tăng 5,95 điểm, chuyên Tiếng Anh tăng 4,95 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên năm học 2024-2025 như sau. Lớp chuyên Tiếng Anh chỉ tiêu lấy là 70 học sinh, điểm chuẩn là 41,4 điểm. Lớp chuyên Toán lấy chỉ tiêu là 70 học sinh, điểm chuẩn 40,35 điểm. Lớp chuyên Sinh học chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn là 40,3 điểm. Lớp chuyên Ngữ văn chỉ tiêu lấy 70 học sinh, điểm chuẩn là 39,15 điểm. Lớp chuyên Hóa học chỉ tiêu lấy 35 học sinh, điểm chuẩn là 39,9 điểm. Lớp chuyên Tin học chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn là 38,55 điểm. Lớp chuyên Lịch sử chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn là 36,05 điểm. Lớp chuyên Vật lý chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn là 35,9 điểm và lớp chuyên Địa lý chỉ tiêu lấy là 35 học sinh, điểm chuẩn 32,45 điểm. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có trên 17.000 thí sinh dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh đối với lớp 10 các trường Trung học phổ thông công lập được giao 12.350 học sinh, tăng 1.350 chỉ tiêu so với năm học 2023-2024. Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2024-2025. Cách tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2024-2025 nhanh nhất như sau. Cách 1. Bước 1. Truy cập trang chủ hệ thống tuyển sinh trực tuyến tỉnh Hưng Yên, link chi tiết tại http://hungyen.edu.vn/thi và tuyển sinh, hội thi tin học tỉnh. Bước 2. Nhập các thông tin thật chính xác. Bước 3. Nhấn tra cứu để xem kết quả. Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, hãy nhấn vào nút tra cứu. Kết quả tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Hưng Yên năm 2024 sẽ được hiển thị ngay lập tức. Cách 2. Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 bằng tổng đài. Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp đến tổng đài để tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên cả nước. Cú pháp mã vùng cộng 1080 hoặc mã vùng cộng 8011 5678.